chào quý khán giả đang đến với bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, được phát vào lúc 23 giờ hàng ngày. Bản tin gồm những thông tin nổi bật trong ngày và những vấn đề đang được quan tâm. Và dạ, bây giờ mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng ngày 28 tháng 1 tại khu di tích lịch sử rừng rông thuộc phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, thị ủy Hội đồng Nhân dân, ủy ban Nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, thị xã Trảng Bàng long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày Hội thề rừng rông. Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng thân nhân các gia đình thanh niên tham gia hội thề rừng sông năm xưa và đoàn viên thanh niên thị xã đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ và thắp hương tưởng niệm anh linh những đồng chí đồng đội cười thân đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng quê hương đất nước. Ông Võ Văn Dũng, Bí thư thị ủy Trảng Bàng, phát biểu ôn lại truyền thống 77 năm hội thề rừng sông. 77 năm trôi qua, Lịch sử đã sang trang, nhưng khí phách hào hùng của hội thề rừng sông năm xưa vẫn sống mãi trong trái tim ký ức của mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân thị xã. Trong số 27 đồng chí tham gia hội thề ngày ấy, đến nay chỉ còn lại một người còn sống, đó là đồng chí Tô Văn Ri. Trong số nhiều chiến sĩ rừng sông đã anh dũng hy sinh, có nhiều đồng chí đã được đảng nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu cao quý. Các đồng chí là những tấm gương kiên trung đã làm rạng rỡ cho quê hương trảng bàn và để cho thế hệ trẻ noi theo. Ngày 28 tháng 1, Trung tâm Nông nghiệp nhiệt đới quốc tế CS phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tây Ninh đến nghiệm thu bước đầu đánh giá các dòng giống cây mì kháng bệnh đã trong khảo nghiệm tại xã Suối Dây, huyện Tân Châu. Dự án lai tạo tìm giống mì kháng bệnh khảm lá được thực hiện ở nhiều khu vực tại tỉnh Tây Ninh từ 4 năm qua. Tại khu vực 3 hecta thuộc xã Suối Dây, trong khảo nghiệm hơn 500 dòng mì này đến tuổi thu hoạch. Theo đánh giá sơ bộ ban đầu, có thể chọn được hơn 20 dòng mì kháng bệnh khảm lá, nhưng các dòng này sẽ tiếp tục trồng khảo nghiệm để đánh giá về năng suất và chữ bột. Đại diện tổ chức CIAT cho biết tại khu vực đang khảo nghiệm hơn 500 dòng đã lai tạo này, ước tính sẽ chọn 30 đến 40% số dòng để tiếp tục trồng khảo nghiệm giai đoạn tiếp theo. Tổ chức này hy vọng trong vài năm tới sẽ tìm được ít nhất 10 dòng mì cho năng suất và chữ bột cao theo yêu cầu để cung cấp giống cho nông dân trồng đại trà. Năm 2023, Tây Ninh chú trọng đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ hiện đại, sớm hoàn thành đưa các công trình đi vào sử dụng, phát huy hiệu quả thực tế, khắc phục tình trạng đầu tư phân tán dàn trải kéo dài. Đây cũng là giải pháp để Tây Ninh duy trì giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả cao. Năm 2023, kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước do Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến giao trên 4.000 tỷ đồng. Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 do Hội đồng dân tỉnh dự kiến giao trên 3.300 tỷ đồng. Tỉnh đã chỉ đạo tập trung đầu tư cho các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng của địa phương, dự án trọng điểm có sức lan tỏa cao, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Trong đó ưu tiên dũng đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước cho các vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh, thiên tai và các vùng có điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn. Năm 2022, Tây Ninh tiếp tục đạt được những kết quả khá toàn diện, đặc biệt là các chính sách về an sinh xã hội. Tính đến nay, có trên 500.000 đối tượng nhận hỗ trợ với tổng kinh phí trên 1.000 tỷ đồng. Đặc biệt trong 2 năm liên tục, Tây Ninh duy trì là một trong 5 tỉnh thành phố có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất cả nước. Trước Tết Nguyên đán Quý Mão, tỉnh cũng đã chủ trương hỗ trợ người lao động bị mất việc làm, gặp khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023 mức hỗ trợ 500.000 đồng một người. Đây là một sự nỗ lực rất lớn và cho thấy rằng Tây Ninh luôn quan tâm đến sự phát triển bền vững, bên cạnh sự phát triển kinh tế, luôn luôn bảo đảm về an sinh xã hội. Có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2023, thông tư 56 của Bộ Y tế đã sửa quy định về các trường hợp mắc bệnh được hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Theo đó, người lao động gặp vấn đề về sức khỏe sẽ được lãnh bảo hiểm xã hội nếu thuộc một trong các trường hợp sau người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, sơ gan cổ trướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn S. Trước đó, Nghị định 111 của Chính phủ có hiệu lực đến hết ngày 14 tháng 2 năm 2023, yêu cầu người động đang bị mắc ung thư, bại liệt, sơ gan cổ trướng, phong lao nặng, phải đồng thời đáp ứng thêm điều kiện là không tự sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn thì mới được giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần ngay sau khi nghỉ việc. Người mắc các bệnh tật có mức suy giảm lao động từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi trợ giúp chăm sóc hoàn toàn. Theo quy định này, người động nếu không may mắc ung thư có thể lãnh bảo hiểm xã hội một lần ngay sau khi nghỉ việc mà không chờ một năm như quy định trước đây. Theo Bộ Tài chính, sau Tết bắt đầu là thời điểm của lễ hội diễn ra trên cả nước, nhu cầu đi lại, tiêu dùng thực phẩm ăn uống ngoài gia đình, đồ mua sắm phục vụ lễ hội đầu năm có khả năng sẽ có xu hướng tăng. Do đó, các địa phương cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trưởng ban chỉ đạo điều hành giá. Bộ Tài chính cũng đề nghị các địa phương quản lý chặt việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết các mặt hàng có nhu cầu tăng cao sau Tết tăng cường kiểm tra giám sát việc kê khai giá, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết đối với các đơn vị kinh doanh vận tải trong dịp sau Tết, xử lý nghiêm các tình trạng lợi dụng tăng giá bất hợp lý. Đối với tháng 2 và quý 1 năm 2023, cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu thị trường, giá cả các hàng hóa dịch vụ thiết yếu, thực hiện kiểm soát chặt chẽ và bình ổn giá cả đối với mặt hàng dịch vụ vui chơi, giải trí, ăn uống, đi lại phục vụ dịp lễ Tết, đồng thời tăng cường quản lý kiểm tra, thanh tra, việc chấp hành các quy định pháp luật về giá gắn với kiểm tra chấp hành pháp luật về thuế, phí, nhất là dịch vụ tham quan, du lịch, dịch vụ trong giữ xe đạp, xe máy, ô tô. Sáng 28 tháng 1, tức mùng 7 Tết Quý Mão 2023, tại xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, Hà Nam, đã diễn ra lễ hội tịch điền Đội Sơn năm 2023. Theo sự sách, lễ hội tịch điền bắt nguồn từ khi vua Lê Đại Hành về chân núi đội làm lễ tịch điền, tức cày ruộng đầu tiên trong lịch sử Việt Nam vào mùa xuân năm Đinh Hợi, niên hiệu Thiên Phúc thứ Bảy, tức năm 987. Kể từ đó, lễ hội tịch điền trở thành một mỹ tục được các triều đại về sau thực hiện. Theo thời gian, lễ hội tịch điền bị mai một dần và được khôi phục lại vào năm 2009. Ngoài các nghi thức được tổ chức thành kính trang trọng, trong lễ hội tịch điền đội Sơn còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ như vật cổ truyền, biểu diễn trống của đội trống thôn đội Tam, vẽ trang trí trâu. Lễ hội đã tái hiện lại truyền thống dĩ nông vi bản để khuyến khích nông nghiệp Không chỉ cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, lễ hội tịch điền đội Sơn còn nhằm khơi dậy tình cảm gắn bó, tình yêu lao động của người dân với mảnh đất quê hương. Giai đoạn khẩn cấp của đại dịch Covid-19 vẫn chưa kết thúc khi số người chết vẫn tiếp tục gia tăng, trong khi phản ứng toàn cầu đối với cuộc khủng hoảng hiện vẫn còn hạn chế. Đây là lời cảnh báo được Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra ngày 27 tháng 1. Phát biểu trong cuộc họp của Ủy ban khẩn cấp về COVID-19 của WHO, Tổng giám đốc Tedros Ghebreyesus khẳng định, mặc dù tỷ lệ tử vong hàng tuần đã giảm xuống dưới 10.000 ca vào tháng 10 năm 2022, nhưng đã tăng trở lại kể từ đầu tháng 12 năm 2022. Trong khi việc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế COVID-19 ở Trung Quốc đã dẫn đến số ca tử vong tăng đột biến, Ông cho biết, trong tuần trước, thế giới ghi nhận gần 40.000 ca tử vong do COVID-19 và hơn một nửa trong số này ở Trung Quốc, nhưng con số thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Ngoài ra, ông Tedros cho rằng ứng phó toàn cầu với dịch bệnh vẫn còn lúng túng vì ở nhiều quốc gia, các vaccine phòng bệnh, xét nghiệm và phương pháp điều trị vẫn chưa đến được với những người dân cần nhất, đặc biệt là người già và nhân viên y tế. Ngày 27 tháng 1, Bộ Ngoại giao Nga cho biết đã yêu cầu đại sứ Latvia tại nước này rời khỏi Moscow trong hai tuần tới. Đây được coi là động thái đáp trả cho việc Latvia trục xuất đại sứ Nga hồi tuần trước. Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết đã triệu đại biện lâm thời của Latvia tới để phản đối quyết định hạ cấp quan hệ với Nga của Riga. Bộ này cũng chỉ trích các biện pháp của Latvia nhằm hạn chế ngôn ngữ và di sản văn hóa Nga tại nước này, Trước đó hôm 23 tháng 1, Nga đã hạ cấp quan hệ ngoại giao với Estonia và yêu cầu đại sứ nước này rời Moscow. Estonia đã trả đũa yêu cầu đại sứ Nga rời khỏi Tallinn và để thể hiện sự đoàn kết, Latvia cùng nga cũng trục xuất đại sứ Nga và hạ cấp quan hệ ngoại giao. Moscow cáo buộc cả hai quốc gia Baltic hoàn toàn có quan điểm chống Nga và thực hiện các bước đi thù địch đối với Nga. Hồi tháng 4 năm 2022, một quốc gia Baltic khác là Litva đã hạ cấp quan hệ ngoại giao với Nga để phản đối cuộc xung đột tại Ukraine. Quý vị thân mến, và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của TTV11 ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.